Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Hành Trang Du Học. Quý vị và các bạn thân mến, Singapore hiện nay đang là quốc gia thu hút rất nhiều các bạn du học sinh. Và trong chương trình Hành Trang Du Học kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin về việc du học tại đất nước Singapore. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng theo dõi một vài hình ảnh. Học viện Nanyang được thành lập vào năm 2001, là một trong những trường đại học tư thục lớn và có chất lượng giáo dục tốt ở Singapore. Tọa lạc ngay phía trên bến tàu điện ngầm Lakeway, dọc bên dòng sông lịch sử thơ mộng của Singapore. Với diện tích 1.800m², cơ sở vật chất, phòng học được trang bị hiện đại. Theo đánh giá của Job Central, liên tục trong năm 2010 và 2011, Học viện Quản lý Nanyang Singapore luôn nằm trong top 10 trường được yêu thích nhất Singapore. Chuyên ngành quản trị du lịch khách sạn kết hợp với thực tập hưởng lương và khóa cao đẳng kỹ thuật xây dựng là hai thế mạnh lớn nhất của Học viện Quản lý Nanyang. Học viện Quản lý Nanyang đã đạt được nhiều giải thưởng về chất lượng giáo dục tại Singapore, trong đó có chứng chỉ EduTrade 4 năm, chứng chỉ ISO 9001-2000. Khu học xá của Học viện Quản lý Nanyang được đặt tại trung tâm của Singapore nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội được tiếp cận và làm quen với các hệ thống khách sạn chất lượng hàng đầu thế giới. Ngoài ra, hệ thống ngân hàng và môi trường kinh doanh cũng là nơi mà sinh viên sẽ làm việc sau khi tốt nghiệp. Học viện Quản lý Nanyang cung cấp khóa du lịch khách sạn với hệ thống các phòng học là mô hình của một phòng lễ tân của khách sạn, nhà hàng dành cho các hoạt động thực hành. Đội ngũ giáo viên của Học viện Quản lý Nanyang có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và giàu kinh nghiệm thực tế với vai trò lãnh đạo ở các khách sạn 5 sao và các tập đoàn quốc tế. Chương trình học kết hợp lý thuyết và các tình huống thực tế và thực hành. Đặc biệt, sinh viên học chương trình quản trị du lịch khách sạn được thực tập 6 tháng hưởng lương tại hơn 200 đối tác khách sạn, kể cả tại các khách sạn lớn như Fullerton, Intercontinental, Sentosa Resort World, Holiday Inn, Pan Pacific Hotel với mức lương thực tập hầu như từ $600 một tháng trở lên. Công việc thực tập do trường giới thiệu. Trường cung cấp các khóa cao đẳng kỹ thuật xây dựng với bằng cấp có giá trị tương đương với bằng cấp các trường cao đẳng công lập của Singapore. Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại trường tìm được việc làm ở Singapore khá cao. Đặc biệt, Học viện Quản lý Nanyang liên kết với Trường Đại học Ballarat Australia đào tạo và cấp bằng cử nhân được quốc tế công nhận. Học viện Quản lý Nanyang có các chương trình học liên thông tiết kiệm chi phí và thời gian. Quản trị du lịch và khách sạn được đánh giá là một trong những ngành dễ kiếm việc. Các khách sạn hiện đại và các công ty du lịch luôn tìm kiếm các sinh viên có kỹ năng, kiến thức tổ chức sự kiện, kinh nghiệm và chuyên nghiệp trong giao tiếp. Học sinh sẽ có cơ hội làm việc trong môi trường tốt, năng động tại các khách sạn đạt chuẩn quốc tế với giờ làm việc linh hoạt, thuận lợi. Mức lương thưởng hấp dẫn, công việc ổn định và nhiều cơ hội thăng tiến được tiếp cận với cái mới và hiện đại. Khán giả thân mến, Singapore hiện nay đang là đất nước nhận được khá nhiều sự quan tâm của các bạn du học sinh cũng như là các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, khi đi du học thì không phải ai cũng nắm hết được những thông tin về việc du học tại đất nước Singapore. Và việc tìm hiểu những thông tin này cũng mất khá nhiều thời gian. Chính vì thế, trong chương trình Hành Trang Du Học kỳ này, chương trình có mời chị Lâm Nhi Sa, hiện đang là chuyên viên tư vấn của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, để giúp chúng ta tìm hiểu rõ hơn về những thông tin du học tại đất nước Singapore. Xin chào chị Lâm Nhi Sa, cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Chào Trúc Giang, chào quý vị khán giả. Chị Nhi Sa thân mến, hiện nay thì ngành quản lý nhà hàng khách sạn đang rất được các bạn quan tâm, không chỉ riêng ở Việt Nam mà ở cả Singapore và trên thế giới cũng vậy. Đó là lý do vì sao mà các bạn du học sinh Việt Nam chúng ta rất là hay chọn ngành quản lý nhà hàng khách sạn khi mà đi du học tại Singapore. Và tuy nhiên thì việc chọn trường như thế nào, cũng như trường nào ở trung tâm thành phố mà sau khi học các bạn có thể thực tập được, cũng như là học phí như thế nào ạ? Chọn ngành học du lịch khách sạn thì có rất nhiều sự lựa chọn về trường để cho các bạn chọn lựa. Và các bạn có thể là chọn học tại Học viện Quản lý Nanyang. Đây là trường chuyên đào tạo về du lịch khách sạn. Hơn nữa thì trường nằm ngay bến tàu điện ngầm Lakeway thì rất thuận tiện cho các bạn sinh viên khi học tại đây. Các bạn sẽ có cơ hội là tiếp cận với hệ thống khách sạn chất lượng hàng đầu thế giới. Và đồng thời thì thuận tiện cho cái việc đi lại cũng như là ăn uống cho các bạn sinh viên.
Lớp học thì được trang bị hiện đại như là wifi hay là phòng thực hành, lễ tân, vân vân. Và khi học tại trường thì các bạn sẽ được đi thực tập ở những khách sạn 4 năm sao với mức lương là từ 600 đến 1.000 đô la Sing một tháng. Và bên cạnh đó thì trường cũng là vinh dự đạt được cái chứng nhận là EduTrip 4 năm. Đây là cái chứng nhận cao nhất về giáo dục tại Singapore. Với những cái lý do trên thì Nam Giang đó là sự lựa chọn lý tưởng để cho các bạn có thể là chọn học ngành du lịch khách sạn tại đây. Và như chị Lâm Nhi Sa vừa giới thiệu thì học ngành du lịch khách sạn trong quá trình học sẽ được thực tập hưởng lương. Như vậy thì cơ hội việc làm sau khi ra trường đối với ngành này sẽ như thế nào ạ? Thì tùy theo cái trình độ và nguyện vọng của các bạn trẻ Việt Nam mà đang theo đuổi cái nghề du lịch khách sạn thì khá dễ dàng trong cái việc là tìm việc làm. Du học Singapore thì sẽ giúp cho các bạn sinh viên là không chỉ là nâng cao về cái trình độ tiếng Anh cũng như là kiến thức chuyên môn mà còn những cái kỹ năng về nghề nghiệp cũng như là kỹ năng giao tiếp. Những điều này thì vô cùng cần thiết cho công việc tương lai của các bạn. Tổng cục du lịch Singapore đặt ra mục tiêu là sẽ tạo ra là 100.000 việc làm trong 5 năm tới và sẽ có cơ hội việc làm cũng như là triển vọng sáng lạng cho các bạn mà chọn học ngành du lịch khách sạn tại Singapore. Và đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho các người lao động Việt Nam đang tìm kiếm một vị trí tốt ở những khách sạn, ở những cái khu resort ở tại Singapore. Và khi ngành du lịch trong nước đang phát triển mạnh mẽ và nhu cầu nguồn nhân lực thì đang được đào tạo một cách bài bản và chuyên sâu. Theo thống kê của Bộ Nhân lực Singapore thì có hơn 80% người lao động làm trong lĩnh vực là du lịch khách sạn, một ngành hot tại Singapore với mức thu nhập dành cho sinh viên mới ra trường là từ khoảng là 2.500 đến 3.000 đô la Sing một tháng. Bên cạnh đó thì cơ hội việc làm về ngành du lịch khách sạn tại Singapore thì rất là cao hơn so với các nước như là Thụy Sĩ hay là Mỹ hay là Anh chẳng hạn. Nên là các bạn có thể là yên tâm khi chọn học ngành du lịch khách sạn này nhé. Chị Nhi Sa thân mến, và theo như Trúc Giang được biết thì hiện nay ở Singapore có một ngành mà rất ít trường đào tạo, đó là ngành xây dựng. Như vậy thì không biết là các bạn du học sinh mà muốn theo học ngành này thì có khó khăn gì hay không trong việc lựa chọn trường ạ? Đúng là ngành xây dựng thì có rất ít trường được dạy ở tại Singapore. Và khi theo học ngành này thì các bạn cũng có thể là chọn học tại trường Nam Giang. Thì khóa kỹ sư xây dựng tại trường thì tập trung hướng cho sinh viên cái cách tiếp cận cũng như là sáng tạo trong cái việc là lập dự án và quản lý hiệu quả các khoản chi phí cũng như là tiến độ của dự án trong khi là đạt được những cái tiêu chuẩn về an toàn, các yêu cầu về cái môi trường cũng như là những cái quy định khác. Và sinh viên sau khi tốt nghiệp thì sẽ vững vàng cả về lý thuyết lẫn khả năng thực tế để có thể là tự tin tìm được một cái công việc trong ngành xây dựng và kinh doanh sau này. Với cái khóa học tại trường thì thời gian học đó là 24 tháng với mức học phí đó là 17.000 đô la Sing. Điều kiện thì các bạn phải hoàn thành lớp 11 và điểm IELTS phải là từ 5 chấm. Chi tiết hơn thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaidương.edu.vn hay là tdvn.com. Và hiện nay thì khi cho con em của mình đi du học tại Singapore, chắc hẳn các bậc phụ huynh sẽ rất là vui mừng khi mà con em của mình sẽ được tiếp cận với một nền giáo dục quốc tế. Và bên cạnh đó thì chắc hẳn các bậc phụ huynh sẽ không khỏi lo lắng đối với con em của mình về vấn đề nơi ăn chốn ở của các bạn khi xa nhà. Như vậy thì với kinh nghiệm của mình, chị Nhi Sa có thể giới thiệu đôi chút về vấn đề nhà ở cho các bạn du học sinh tại Singapore. Khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì bên cạnh là được tư vấn về trường cũng như là các khóa học thì các bạn sinh viên còn được hỗ trợ tư vấn về nhà ở. Về các loại hình nhà ở thì các bạn có thể là chọn ở homestay, ký túc xá hoặc là thuê nhà ở chung với bạn bè. Cái này tùy thuộc vào sở thích của từng bạn. Như là ở homestay thì khi thuê phòng ở chung với người Singapore thì đây cũng là một cách mà du học sinh có thể là thực sự hòa mình vào cái cuộc sống ở Singapore cũng như là các bạn có thể là giao tiếp hàng ngày với chủ nhà, gia đình và bạn bè của họ. Và các bạn cũng chú ý đó là khi mà chọn loại hình nhà ở này thì các bạn cũng phải là trao đổi với chủ nhà về những cái quy định khi mà có bạn bè hay là người thân tới thăm thì như thế nào. Thứ hai đó là thuê nhà ở riêng hay là ký túc xá. Thì nhà trọ ở riêng hay là ký túc xá ở Singapore thì sẽ cho du học sinh Singapore ở trong một cái thời gian và các bạn có thể là gia hạn hợp đồng. Và giá cả thì sẽ thỏa thuận trước khi mà bạn vào ở. Với loại hình nhà ở này thì các bạn có thể là giao tiếp với các bạn sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Và đây cũng là cơ hội để cho các bạn có thể là trao đổi văn hóa với nhau trong cái thời gian mà học tập cũng như là sinh sống tại Singapore này. Không biết về vấn đề ẩm thực ở đất nước Singapore sẽ như thế nào ạ?
thì Singapore thì được coi là thủ đô ẩm thực của châu Á. Và đến với Singapore thì các bạn sẽ bắt gặp là khắp nơi các món ăn hấp dẫn dù là ngày hay là đêm. Và món ăn đặc trưng của người Trung Quốc hay là người Malaysia hay là người Ấn Độ thì đều được tìm thấy ở các khu ẩm thực ở Singapore. Các món ăn hiện đại kiểu phương Tây với những cái nhà hàng khách sạn lớn cũng là một điểm mạnh của quốc đảo sư tử này. Với những cái đầu bếp giỏi đến từ nhiều nước trên thế giới và du khách là thực sự được thưởng thức những cái bữa tiệc là thịnh soạn. Và hơn nữa thì bữa ăn của bạn sẽ được diễn ra tại những cái địa điểm là tuyệt vời nhất. Một số món ăn các bạn có thể tham khảo như là bánh cà rốt chiên hay là mì xào phúc kiến, thịt xiên sa tay vân vân. Còn rất nhiều các món ăn đa dạng khác mà đang đợi các bạn khám phá tại quốc đảo sư tử này. Các bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn. Ở đây thì luôn cập nhật những cái thông tin hữu ích cho các bạn. Một lần nữa Trúc Giang xin cảm ơn chị Lâm Nhi Sa vì những thông tin mà chị chia sẻ trong chương trình Hành Trang Du Học kỳ này. Quý vị và các bạn thân mến, và tiếp tục chương trình, kính mời quý khán giả cùng theo dõi chuyên mục Cẩm Nang Du Học. Xin chào tất cả các bạn, và để giúp các bạn du học sinh hòa nhập với cuộc sống mới khi đi du học tại Singapore thì Tân Đại Dương cũng xin chia sẻ cho các bạn một vài kinh nghiệm dành cho các bạn tân sinh viên. Thì khó khăn lớn nhất trong thời gian đầu du học tại Singapore đó chính là ngôn ngữ. Khác biệt ngôn ngữ là trở ngại trong việc giao tiếp với người bản xứ, kết bạn với sinh viên nước ngoài, đặc biệt là ghi chép bài giảng. Khó khăn tiếp theo của các sinh viên du học Singapore đó chính là nỗi nhớ gia đình và bạn bè ở Việt Nam. Dù đã được ba mẹ trấn an từ lúc ở nhà, nhưng mà cảm giác buồn và cô đơn khi bất thình lình phải tự lập trong môi trường mới khiến cho các bạn đi du học tại Singapore cũng hoang mang. Và bí quyết để các bạn khắc phục hết những trở ngại trên đơn giản đó là các bạn du học sinh nên tạo cho mình nhiều sự bận rộn. Đầu tiên thì tập trung vào việc học. Trước khi tới lớp thì các bạn sinh viên nên ôn lại những gì đã học và xem bài trước, bài vở sẽ học để giúp mình nhiều hơn khi mà thầy cô giảng bài. Thì trong lớp các bạn du học sinh nên tìm cơ hội kết bạn với nhiều người, nên chú ý giúp đỡ mọi người xung quanh từ những việc nhỏ nhất. Như vậy thì các bạn sinh viên khi du học tại Singapore cũng sẽ có thêm nhiều bạn bè mới. Và việc tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường như là ngoại khóa, văn nghệ, thể thao thì cũng sẽ giúp cho các bạn rèn luyện thêm sự tự tin của mình. Thông qua đó cũng sẽ nâng cao cái khả năng nói chuyện và giao tiếp ngôn ngữ của mình. Và hy vọng với những chia sẻ này thì Tân Đại Dương cũng đã giúp cho các bạn phần nào bớt đi những cái nỗi băn khoăn hay là lo lắng khi mà sang một đất nước mới để mà du học. Và chúc cho các bạn sẽ học tập thật tốt tại đất nước Singapore này. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng chương trình Hành Trang Du Học kỳ này đã có thể cung cấp thêm cho quý khán giả những thông tin thật sự hữu ích cho việc đi du học tại đất nước Singapore. Và đến đây thì chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau. SNTV, kênh truyền hình giải trí thế hệ mới.